Good. Don't taste spicy yet. Hôm bữa mẹ để spicy, lần này mẹ đâu có để spicy đâu. Lần này chỉ có ketchup thôi. Mẹ ketchup. Ngon 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 ngon. Thế nè, ở nhà ăn năm nữa chứ con. Big one. Excuse me. Oh man, I hate this weather. Mà nói tới giờ mà không đi mà đi cặp đi chia ghẻ nữa. Rồi luôn là chung mi đường. I forgot about it. Sorry. What chung mi đường up on? Cái mùi hèn chị ác gì. Đứa nào ăn lấy noodle của ba rồi. Who took my noodle? Xé gì hả? Xé giống chó quá. Ngon. Ngon. Con ở nhà thêm năm nữa thì thành rồi. Qua đi học giao dạy tiếng Việt. Giờ nói tiếng Việt không? Nếu mà ở với bà nội nữa là giỏi nữa. Không ạ. Này ăn liền ngon hơn cũng mà. Này mua xong rồi á, đem về nhà. I wanna watch a movie. Like the pet movie.
my god. Nó giòn giòn. I have a noodle one. What, you wanna come out? Yeah. Thôi đi ra. There's even sausage, but except for the cheesy one. Một cái cũng no mà. Bye. Bye bye. No, but này mua ăn liền á. It's better when you eat it right when you get it. And because it's better when it's hotter. Ê, cái phô mai á các bạn, là nó không có còn mềm nữa, nó hơi bị lạnh rồi. Cái này là khoảng 4 đồng 29 sen à, hay là 49 à. Mình không bao giờ để ý giá các bạn ơi. Mommy, can I give 10 of this one? Xong rồi. Ăn xong rồi lên các bạn ạ. À, các bạn nhé.